Hôm nay, chủ đề lời của Đức Chúa Trời chúng ta mà các quý vị và tôi cùng dò xem là Con đường nước thiên đàng đi vào bằng đức tin. Thông qua chủ đề này, các quý vị và tôi hãy cùng dò xem sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nói đến con đường nước thiên đàng, thì chúng ta không thể không nghĩ tới con đường đồng vắng ấy mà người dân Israel và môi xe đã bước đi vào 3.500 năm trước trong quá khứ. Đức Chúa Trời đã cho biết ở trong Phục truyền luật lệ ký chương 8 rằng trong khi bước đi trên con đường đồng vắng, nhất định hãy có đức tin rằng con đường nước thiên đàng cũng không khác gì mấy. Vào từng mỗi giây phút, Đức Chúa Trời đông đếm và đo lường mọi hoàn cảnh đương thời người dân Israel bước trên con đường đồng vắng và mức độ đức tin ấy mà người dân Israel đã cảm nhận trong tấm lòng mỗi khi hoàn cảnh đổi khác và đến khi không có sự thiếu thốn thì rốt cuộc mới đã cho. Nhưng khi đo lường ở trên cái cân trên trời mà trông thấy sự thiêu thốn thì rốt cuộc sẽ xảy ra tình huống đáng tiếc là bị đánh mất. Thậm chí kể cả phước lành quý báu của nước thiên đàng vĩnh cửu mà chúng ta đang có. Nên Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta trải qua nhiều quá trình rèn luyện, hầu tinh chế chúng ta một cách kiên cố và thuần túy hơn cả vàng, hơn cả bạc vậy cái được gọi là thời gian rèn luyện ấy tuyệt đối không phải là thời gian thích thú gì ấy là thời gian của đau khổ và là thời gian đau đớn tuy nhiên đã được phán rằng khi khắc phục và chiến thắng được thời gian đau đớn ấy thì sự sáng láng của vĩnh hiển đến phía sau ấy là điều không thể diễn tả nổi thành lời cho nên đôi khi có khó khăn về kinh tế đôi khi bị bệnh tật Đôi khi có nhiều loại thử thách mà từng mỗi một con cái đối mặt phải. Đức Chúa Trời mẹ chúng ta luôn lao tâm khổ tứ và phán lời lo lắng về chúng ta. Chúng ta trông thấy mẹ luôn dâng lên mong ước cầu nguyện vì các người nhà Siôn chúng ta mà không bỏ sót thời khắc nào, ngày nào. Thế thì chúng ta phải biết lý do rằng tại sao hết thảy cái gọi là rèn luyện khó khăn thế này lại đến với chúng ta. Khi tin vào Đức Chúa Trời thì chẳng phải hết thảy mọi sự đều được suôn sẻ và mọi sự đều được tốt đẹp một cách thuận buồm xuôi gió, giống như thể đường cao tốc hay sao? Đó là quá trình mà hết thảy chúng ta phải bước đi và phải trải qua để được trở nên tốt đẹp. Đích đến cuối cùng của chúng ta là ở đâu vậy? Khi sinh hoạt đồng vắng, đích đến cuối cùng của môi và người dân Israel 3.500 năm trước đã là đâu vậy? Đã là xứ Canaan. Quá trình để đi vào xứ Canaan đượm sữa và mập ấy chính là con đường đồng vắng. Đức Chúa Trời đã quy định ra đích đến là Canaan. Và Ngài đã gắn dẫn dắt người dân Israel đi vào nơi đó. Trong quá trình đi, rất nhiều người bị loại, bị đối sức và không thắng nổi các loại điều kiện và hoàn cảnh được ban cho ở nơi đó. Lại lầm bầm, bất bình, đau đớn và đau khổ. Và không đông đếm được hết ý muốn chân thật rằng Đức Chúa Trời thật sự yêu thương và quý trọng chúng ta Kinh Thánh cho chúng ta biết sự thật rằng con đường đồng vắng mà môi xe và người dân Israel đã bước đi 3.500 năm trước chẳng khác nào với hình ảnh của chúng ta. Là những người đang đi hướng về nước thiên đàng ngày nay. Nên chúng ta cần phải xem xét một cách tỉ mỉ về điểm này. Và Đức Chúa Trời đã dặn dò hết thảy chúng ta là những người đang bước đi con đường Đức Tin để đi vào nước thiên đàng. Ngài đã dặn dò điều gì? Tuyệt đối chớ quên mất con đường đồng vắng. Ngài đã phán rằng, hãy luôn ghi nhớ và suy nghĩ về điểm này rằng, trên con đường đồng vắng, ai đã đi vào tới tận xứ Canaan và những loại người nào đã không đạt đến tận Canaan. Chúng ta không nên ở trong trạng thái đức tin thể ấy của những người đã bị loại khỏi trên con đường đồng vắng vào 3.500 năm trước. Nhưng với đức tin ngay thẳng, giống với đức tin Yosef và Caleb mà đã đi vào tới tận xứ Canaan một cách rộng rãi và với đức tin của thế hệ thứ hai mà đã đi vào được xứ canaan mong hết thảy chúng ta có thể đi đến gần đức chúa trời bởi thế hôm nay với chủ đề con đường nước thiên đàng đi vào bằng đức tin con đường nước thiên đàng này cũng vậy ấy là nơi mà chúng ta tuyệt đối không thể đi vào nếu không với đức tin khi đặt tới nước thiên đàng thì kể từ khi đó cái gì được mở ra vậy sẽ không có sự chết cũng không có đau đớn không có đau khổ không có đau ốm cũng không có sự buồn rầu nữa. Đã được phán rằng hết thảy mọi sự đều được làm cho biến đổi thành niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta hãy suy nghĩ tới giây phút ấy. Mong các quý vị và tôi biết chạy đi nổi một cách mạnh mẽ, trong khi tuyệt đối không từ bỏ niềm trong mong nước thiên đàng. Với đức tin biết chiến thắng, khó khăn tạm thời và chốc lát của hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Phục truyền luật lễ ký, chương 8, câu 1. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răng mà ta truyền cho các ngươi ngày nay để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy làm thế nào đối với con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này? Tại sao Đức Chúa Trời hầu cho họ đi tận 40 năm? Đó là con đường ngắn mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi. Nếu coi Seoul là điểm xuất phát, thì đó chỉ là đoạn đường đi tới khoảng độ thành phố Daejeon mà thôi. Đi từ Seoul đến tận Daejeon mất 40 năm. Có thể hiểu nổi không? Dù là con đường đồng vắng chăng nữa, thì cũng không mất những 40 năm đâu ạ. À. Đó đã là con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi, dù đi bằng bất cứ phương tiện giao thông nào vào đương thời ấy. Thế mà đã mất tận 40 năm đã đi tận bốn mươi năm con đường ấy mà chỉ cần mười ngày là có thể đi tới nơi có thể hiểu được không tại sao đức chúa trời đã hầu cho đi mất bốn mươi năm con đường ấy mà chỉ cần mười ngày là có thể đi tới nơi vậy bởi vì trên con đường đồng vắng bốn mươi năm đã có phần gì đó mà đức chúa trời muốn biết chính là ngài muốn nhìn xem đức tin của từng mỗi cá nhân chúng ta nếu chỉ khoảng độ 10 ngày thôi, thì người dân Israel đã không làm bầm bởi cớ không có nước, cũng không làm bầm bởi cớ không có đồ ăn, bởi vì họ đã chuẩn bị đủ đồ ăn của khoảng một tháng rồi. Chẳng qua là con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi, thế mà thời gian 40 năm đã trôi qua. Thế thì trong suốt 40 năm, Đức Chúa Trời muốn nhìn xem điều gì? Ngài muốn nhìn xem đức tin mà người dân Israel đã có trong trọng tâm của họ. Chúng ta hãy tiếp tục xem lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem tiếp lời trong câu 3. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói. Đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Để khiến ngươi biết rằng, loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mọn, chân ngươi chẳng phù lên, Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răng của Ngài, đi theo các đường lối Ngài đã được phán như vậy. Tại đây, trong cảnh ban cho lời phán này một cách cuối cùng, trong sinh hoạt đồng văn 40 năm, với ý muốn rằng hãy ghi nhớ Đức Chúa Trời và một lần nữa hãy có đức tin vân phục ý muốn chỉ thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy quay trở lại câu 2. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Đã được phán rằng, hãy ghi nhớ xem tại sao Ngài đã hầu cho bước đi con đường đồng vắng này để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Và tiếp theo được phán như vậy. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, nghĩa là Ngài muốn nhìn xem tấm lòng này. Tại đây được ghi chép là lòng. Nhưng nếu nói theo cách khác, thì có nghĩa là đức tin đặng biết đức tin có ở trong lòng ngươi là như thế nào hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của ngài hay chăng đã được phán như vậy thế nên ngài đã hầu cho đi lòng vòng tận 40 năm con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi gần tới tận đích đến thì ngài lại hầu cho đi quay trở lại và khi đã quay trở lại thì ngài lại hầu cho đi hướng về đích Ngài tiến hành 40 năm như thế này và kiểm tra toàn bộ đức tin của người dân Israel. Xem trong hoàn cảnh này thì họ có thể thích ứng không? Trong hoàn cảnh nọ thì họ có thể giữ gìn đức tin không? Và trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn thế thì thế nào? Vì Ngài đặt để như thế này, hết thảy mà xem. Nên đức tin của 60 vạn năm đinh ấy đã thế nào? Đều đã lộ ra trước mắt Đức Chúa Trời trong suốt khoảng thời gian 40 năm. Trong số các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đã có các môn đồ nói rất quả quyết rằng dù có phải chết, tôi cũng không rời khỏi Chúa và không bỏ Chúa. Nếu Chúa phải vào trong ngục, thì tôi cũng sẽ vào trong ngục. Ngoài sự chết ra thì tôi tuyệt đối không rời xa Chúa. Nhưng trong hoàn cảnh, các đệ tớ của Thầy Tớ Lễ Cả đến đặng bắt Đức Chúa Giêsu lúc Ngài đang cầu nguyện trên đồi Gethsemane, thì họ đã làm như thế nào vậy? hết thảy đều đã bỏ chạy vì sợ hãi tình huống đó. Loài người là như vậy đấy ạ. À. Đức tin có khi hòa bình lúc thường nhật với đức tin khi hoàn cảnh nào đó được ban cho là khác nhau hoàn toàn. Vậy thì, Đức Chúa Trời ban hoàn cảnh cho hết thảy mọi người thì Ngài biết được ngay nội dung rằng trong chúng ta có đức tin hay không có đức tin. Thế nên, trong suốt sinh hoạt 40 năm đồng vắng, Đức Chúa Trời đã luôn ban hoàn cảnh nào đó cho toàn thể người dân Israel. Một trong số đó là khi họ trở về sau khi do thám thành Jericho. 12 người thám tử đã báo cáo trước mặt Tổng hội dân Israel, đã có đại hội báo cáo. 10 người thì đã thế nào vậy? Đã nói rằng, chúng tôi đi thì thấy những người thành Jericho có vóc người rất to lớn. Họ trông như người khổng lồ, còn chúng ta trông như cào cào. Người và cào cào không thể so sánh nổi, đúng không? Về hạng cân, cũng có sự khác biệt rất lớn. Nếu chiến tranh, thì chúng ta tuyệt đối không thể nào thắng nổi. Bằng cách nói như vậy, họ bắt đầu xóa sạch lời hứa chí thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và Đức tin về xứ Canaan đượm sữa và mật mà người dân Israel đã giữ gìn giữa tấm lòng. Thế nên, khi nghe lời ấy, toàn thể người dân đều đã kêu la khóc lóc họ phàn nàn đức chúa trời và bắt đầu phàn nàn môi xe và những người chỉ đạo họ đã nói rằng tại sao lại dẫn dắt chúng tôi tới tận đồng vắng khiến chúng tôi bị chết như thế này khi không ở trong hoàn cảnh khó khăn thì hết thảy đều đã tin đức chúa trời đều đã kêu rằng hallelujah lạy đức chúa trời đã kêu amen amen và tin rất tốt thế nhưng khi hoàn cảnh thể này được ban cho thì vào mỗi lúc ấy đức tin của họ đều đã được lộ ra hết thảy. Thế nên, ở trong Phục truyền luật lễ ký chương 8, Đức Chúa Trời đã phán rằng, để biết lòng người thế nào, tức là đức tin ngươi thế nào, để biết ngươi có vân phục tốt hay là không vân phục mệnh lệnh ấy, để biết ngươi có giữ hay là không giữ, để biết đức tin về Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hay là yếu đuối, hoặc để biết rằng có đức tin hay là không có đức tin, để biết hết thảy mọi điều này mà Đức Chúa Trời đã làm như thế nào vậy? đã được phán rằng Ngài hầu cho họ bước đi trên con đường đồng vắng 40 năm. Thế thì con đường đồng vắng đức tin này mà bây giờ chúng ta đang bước đi thì thế nào? Mỗi một giây phút rất nhiều tình huống đến với chúng ta. Đôi khi có lúc sinh hoạt bình an. Đôi khi Ngài làm cho sinh hoạt khó khăn. Xem ở đây thì thấy rằng Đức Chúa Trời hạ ngươi xuống. Ngài cũng tung ra nội dung đáng trở nên cảm dỗ đã được phán rằng, nhất định hãy ghi nhớ, ngài đã hầu cho bước đi con đường đồng vắng như thế trong suốt 40 năm này. Nếu chúng ta quên mất điều này thì sẽ nghĩ rằng tại sao tôi lại bị khó khăn thế này? Những người khác dường như đều không sao, mà tại sao chỉ mình tôi trong bất hạnh thế này? Thưa các quý vị, không phải chúng ta bất hạnh đâu, không có ai là người bất hạnh cả. Chúng ta là những người mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn giữa 7 tỷ nhân sinh nhân loại để ban cho phước lành. Bây giờ, trên con đường tiến hành để nhận phước lành ấy, đôi khi có một chút sỏi đá, đôi khi có một chút gai, nên mới vậy thôi. Nhưng không phải bản thân con đường ấy là đích đến của chúng ta. Nước thiên đàng là đích đến của chúng ta. Nơi ấy là nơi đơm sữa và mật. Vinh hiển mà chúng ta không thể nào tự tự nổi, đang chờ đợi hết tại chúng ta. Chẳng phải vậy sao? Cho nên, chúng ta nhất định phải ghi nhớ về vấn đề rằng Đức Chúa Trời hầu cho bước đi 40 năm con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi. Không phải chỉ riêng thời đại ấy là thời đại phải ghi nhớ điều thế ấy. Nhưng Ngài đã cho biết rằng ấy là nội dung nhất định cần thiết đối với kể cả chúng ta thời đại này ngày nay là những người đi hướng về nước thiên đàng. Cho nên, nước thiên đàng vĩnh cửu là con đường nước thiên đàng đi vào bằng đức tin. Trong khi không có đức tin mà hoàn cảnh được ban cho thì đức tin ấy lộ ra là trong rỗng. Thậm chí sẽ suy nghĩ một cách phủ định nhất. Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ một cách tích cực về con đường nước thiên đàng này mà Đức Chúa Trời dẫn dắt cho. Hôm nay, dù đói bụng một chút, nhưng đến ngày mai thì Đức Chúa Trời sẽ hậu cho rất dư dật. Hôm nay, dù công việc này hơi khó nhập một chút, nhưng đến ngày mai thì, khi được đi vào nước thiên đàng rồi, thì có việc khổ nhập không? Cơ hội mà có thể thử chịu khổ nhập là kinh nghiệm mà chỉ có thể trải qua ở trong làng địa cầu này thôi rời khỏi trái đất này và trở về quê hương nước thiên đàng vĩnh cửu thì không còn đau ốm nữa, đúng không? Không còn buồn rầu nữa, đúng không? Không còn đau khổ nữa, đúng không? Không còn đau đớn nữa, cũng không còn sự chết nữa, đúng không? Không nơi khác ngoài trái đất này có cơ hội có thể trải qua những điều đó. Chúng ta không nên coi cuộc sống hôm nay là ngột ngạt, đáng tiếc. Nhưng hãy suy nghĩ rằng, giờ khi trở về nước thiên đàng, thì sự tự do đời đời, hòa bình đời đời, sự nghỉ ngơi đời đời, sự vui thích đời đời Niềm vui đời đời đang chờ đợi mà Phải, chỉ cần kết thúc con đường đồng vắng này thôi Kể từ khi đó Cuộc đời vinh hiển Mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho Sẽ đến với tôi một cách sáng láng biết bao Nếu chúng ta sinh sống với quyết tâm thể này rằng Giờ tôi sẽ nắm vững duy chỉ điều đó Và ăn ở suốt sáng sinh hoạt này Thì từng ngày từng ngày sẽ ra sao Sẽ vui thích đúng không người dân Israel đã tìm lại nước sau 2.000 năm. Thưa các quý vị, một nước được sanh ra, rồi vương triều ấy bị tiêu vong, nhưng tìm lại được quốc quyền sau 2.000 năm. Ngoài dân tộc Israel ra, còn có nơi khác chăng? Không có. Thế thì, dân tộc Israel đã có suy nghĩ đức tin thế nào và đã nỗ lực ra sao để tìm lại quốc quyền trong suốt 2.000 năm vậy? Đương nhiên vì có lời tiên tri trong kinh thánh nên mới được như vậy. Nhưng hàng năm, hệ nhắm lại vào ngày lễ vượt qua thì tuy không phải là lễ vượt qua của giao ước mới, nhưng hệ nhắm lại vào ngày lễ vượt qua thì họ đã nói lời gì? Người lớn tuổi nhất trong gia đình ấy nói rằng: "Sang năm chúng ta sẽ đi vào đâu? Sẽ trở về quê hương chúng ta và sẽ được giữ lễ vượt qua ở tại đó, tại nước chúng ta." Và rồi một năm đã trôi qua chống vánh. Và sau đó, lễ vượt qua lại quay trở lại. Họ lại nói gì vậy? Sáng năm chúng ta sẽ được giữ lễ vượt qua ở quê hương chúng ta. Đó là dân tộc đã không suy nghĩ phủ định trong suốt 2.000 năm. Bởi vì họ đã tin vào cái gì? Vì họ đã tin vào lời tiên tri và tin vào lời của Đức Chúa Trời. Tìm lại được nước mình sau 2.000 năm đã bị mất quốc quyền. Đây thật sự là việc đã không có ở bất cứ nước nào trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, thông qua ví dụ về cây vả, Đức Chúa Trời đã tiên tri rồi. Như lời tiên tri trong tin lành Matthew chương 24 rằng cây vả đã bị khô sẽ có nhành non trở lại và lá sẽ nảy mầm. Họ đã tin một cách tuyệt đối rằng quốc quyền sẽ được khôi phục trở lại và họ đã tin vào lời tiên tri của các đấng tiên tri cho đến tận khi dân Israel khôi phục được quốc quyền. Cuộc sống của họ thật sự đã rất khó khăn, đã rất khổ nhọc. Sự rằng là dân tộc không có quốc quyền, dù nghĩ tới cũng thấy khó khăn rồi. Phạm nơi nào họ đi, họ đều bị tẩy chay. Phạm nơi nào họ đi, họ đều bị chống đối. Phạm nơi nào họ đi, họ đều bị bắt bớ. Và họ đã chịu đựng suốt 2.000 năm. Đương nhiên, ở tại đó, có rất nhiều yếu tố tiên tri mang tính kinh thánh đã được tác động vào. Nhưng chúng ta cũng vậy, Bây giờ chúng ta đang làm thế nào đối với quê hương nước thiên đàng Vĩnh Cửu mà chúng ta đã đánh mất vậy? Chẳng phải chúng ta đang tiến đến gần từng bước một, từng bước một hay sao? Ngài đã phán rằng tuyệt đối không được quên mất con đường nước thiên đàng này mà giống như con đường đồng vắng. Các quý vị và tôi, tuyệt đối đừng quên mất con đường mà môi xe và người dân Israel đã bước đi vào 3.500 năm trước. Và dù bất cứ hoàn cảnh, bất cứ điều kiện nào được ban cho chúng ta, thì chúng ta cũng hãy tiến bước trong khi tuyệt đối không quên mất đức tin về Đức Chúa Trời và đức tin về nước thiên đàng, chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy xem lời trong cô tô nhất chương 10. Và dù là bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đừng thất bại trước hoàn cảnh ấy. Nhưng hãy khắc phục và chịu đựng tốt hoàn cảnh ấy. Mẹ luôn ban lời cho chúng ta rằng: Chúng ta có nước thiên đàng, chẳng phải vậy sao? Chúng ta đừng chỉ nhìn hình dáng này của hôm nay, nhưng hãy suy nghĩ rằng có nước thiên đàng của ngày mai. Và chúng ta hãy biết chờ đợi cha với đức tin rằng sang ngày mai thì đi vào nước thiên đàng. Khi chúng ta truyền bá một cách ngay thẳng, tin lành mà Ngài dặn dò cho chúng ta và giữ tốt đức tin một cách vững chắc thì vào giây phút mà chúng ta không biết và một ngày nọ, ngày mà chúng ta được mặc lấy sự biến hóa đột nhiên sẽ đến. Bởi vì lời tiên tri của Kinh Thánh là như thế, đúng không? Nếu mà dưới chỉ những người biết khắc phục và chịu đựng hết thảy mọi đau ốm khó khăn và khổ nạn của hôm nay với đức tin thể ấy có thể đi vào chính là nơi nào? Là nước thiên đàng và là quê hương chúng ta. Mong các quý vị và tôi nhất định hầu việc cha mẹ khi đi vào quê hương chúng ta và kể cả ở trên nước thiên đàng chúng ta cũng hãy ghi khắc ý muốn chí thánh mà cha mẹ bàn cho giao ước mới lễ vượt qua. Chúng ta hãy xem lời trong Cô liên Tô nhất chương 10 câu 1. Và hỏi anh em Tôi chẳng muốn cho anh em không biết Tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây Đi ngang qua biển Chị mua xe làm phép bóp têm Trong đám mây và dưới biển Ăn một thứ ăn thiên liêng Uống một thứ uống thiên liêng Vì họ uống nơi một hòn đá thiên liêng theo mình Và đá ấy tức là Đơn Rít Xong, phần nhiều trong vòng họ Không đẹp lòng Đức Chúa Trời Đã được phán như vậy tại sao đức chúa trời đã không đẹp lòng vậy bởi vì khi ngài ban cho tình huống thì đức tin của họ lộ ra toàn bộ là trống rỗng thưa các quý vị trên ao sen vào mùa đông có hòn đá nổi lên cũng có mẫu gỗ nổi lên bởi vì toàn bộ đều ở trên băng đá trông có vẻ như ở cùng một độ cao như nhau và ở cùng một vị trí như nhau nhưng khi hoàn cảnh được gọi là mùa xuân được ban cho thì hòn đá ra sao vậy bị chìm xuống còn mẫu gỗ thì ra sao vậy? Trôi nổi lên bền ở trên mặt nước. Khi hoàn cảnh được ban cho, thì sự biến hóa nào đó xảy ra và đổi khác. Người dân Israel cũng là như vậy, nên Đức Chúa Trời nhìn xem trọng tâm của những người dân Israel thì thấy đức tin của họ không được đầy. Vì với đức tin như thể hạt lép thì không thể đi vào nước thiên đàng được. Nên Đức Chúa Trời cứ tiếp tục chờ đợi cho để hầu cho họ được lấp đầy. Hạt lép thì không thể được thu hoạch và không thể được thu vào kho trên nước thiên đàng. Nên Ngài ban cho cơ hội và ban cho thời gian hầu cho lấp đầy bên trong. Đức Chúa Trời đang cho phép đủ loại điều kiện như thế này. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng tuyệt đối đừng quên sinh hoạt 40 năm đồng vắng. Nghĩa là hãy nắm giữ phương hướng đúng cách đức tin của chúng ta hôm nay trong khi suy nghĩ tới họ. Đúng không? Chúng ta hãy tiếp tục xem lời trong câu năm xong phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa như mấy người trong họ. Theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Vì phát sinh sự việc làm ra một hình tượng bò con bằng vàng, nên họ đã bị phơi nhiễm trong hoàn cảnh tôn kính hình tượng, bỏ con bằng vàng ấy, chúng ta hãy xem lời trong câu 8 Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách, mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm, mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời đã được phán như vậy. Đã được phán rằng vì ai mà đã có lịch sử hình bóng vào 3.500 năm trước vậy? Đó đã là một hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời làm ra sẵn vì chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Chúng ta ngày nay trong khi bước đi trên con đường đức tin này thì tuyệt đối không được suy nghĩ một cách sao nhãn về các con đường ấy mà môi xe và những người dân Israel đã bước đi vào 3.500 năm trước. Hoàn cảnh của chúng ta hôm nay khó khăn đôi chút. Thì hãy suy nghĩ kỹ một lần rằng sự khó khăn này sẽ làm ra tôi của tương lai như thế nào đây? Hãy tư duy sâu sắc, suy ngẫm sâu sắc và suy nghĩ sâu sắc và phải biết đối thoại bằng cầu nguyện nghiêm túc với Đức Chúa Trời. Xin hầu cho con không đi con đường hủy diệt thế ấy giống những kẻ bị hủy diệt trên đồng vắng. Nhưng dù có bất cứ khó khăn nào, xin Ngài hãy ban cho đức tin có thể nắm chặt duy chỉ Đức Chúa Trời, nhờ đó có thể đi vào tới tận nước thiên đàng cho đến cuối cùng. Tôi nghĩ rằng lời cầu nguyện thể này rất cần thiết vào thời kỳ này bây giờ. Đây chính là lúc của lời tiên tri. Vị nào có hoàn cảnh sinh hoạt dư giả thì tùy theo sự dư giả mà có nhiều yếu tố khó khăn trong sinh hoạt tín ngưỡng. Và lại, người nào thiếu thốn thì cũng có nhiều khó khăn giữa sự thiếu thốn. Nào là khó khăn, nào là dễ dàng. Nếu cân đo mức độ nặng nhẹ của cân nặng ấy, thì không có chuyện rằng một người nọ thì nhẹ hơn, một người nọ thì nặng hơn đâu. Hết thảy đều công bình cả. Vì ở giữa hoàn cảnh công bình, nên không cần phải nhìn xem người xung quanh. Mà chúng ta luôn chỉ cần nhìn duy chỉ Đức Chúa Trời thôi. Thay vì nội dung phàn nàn, chúng ta hãy tìm sự cảm tạ ở đó nếu tôi đã chưa từng trải qua hoàn cảnh này của hôm nay thì khi đến với các thiên sứ trên nước thiên đàng há có thể nói với các thiên sứ về câu chuyện kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trên thực tế chăng đối với mỗi người đều cần thiết gánh nặng của từng người bởi vì yếu tố ấy nhất định cần thiết khi đi vào nước thiên đàng nên đức chúa trời mới đã ban cho từng chút một nên hết thảy các người nhà xưa chúng ta hãy chiến thắng nhé các quý vị thì có gánh nặng tập tự giá tùy mức độ của các quý vị còn tôi thì có gánh nặng thập tự giá mà tôi phải gánh vác. Và lại cũng có sự gánh nặng thập tự giá khác nữa mà Đức Chúa Trời cha mẹ chúng ta gánh vác thay thế cho chúng ta. Thế nhưng không thể ném xuống bởi cớ rằng thập tự giá nặng. Vì đó là con đường nhất định phải gánh vác thứ ấy mà bước đi vậy. Có một câu chuyện ngày xưa thế này. Có một người nọ đi theo Đức Chúa Giêsu mà ngài phán rằng hãy vác thập tự giá mà theo ta. Nên mỗi người đã làm ra một thập tự giá và đi theo Đức Chúa Giêsu. Thế nhưng đi bộ được một đoạn thì cảm thấy thập tự giá nặng một chút. Vì thấy nặng nên đã làm thế nào? Người đó đã lén cắt xén thập tự giá. Đã chặt bỏ một chút. Đi thêm một đoạn nữa thì lại thấy nặng nên lại đã cắt ngắn thêm một chút. Nhưng có người thì chịu đựng dù nặng và đã gánh vác thập tự giá mà đi theo từ đầu cho đến cuối. Theo như lời dặn dò mà Đức Chúa Trời ban cho. Thế rồi, khi đến một thung lũng nọ, Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: "Giờ hãy lấy thập tự giá mà các ngươi đang gánh vác mà đặt từ phía này sang tận phía kia thung lũng." Thế thì người mà đã gánh vác thập tự giá dài ngay từ ban đầu thì chiều dài ấy rất vừa khớp. Chiều dài vừa khớp từ thung lũng này tới tận thung lũng kia. Cho nên, người đó đã đặt thập tự giá của mình xuống, giảm lên thập tự giá đó mà băng qua từ phía này sang phía kia. Bởi vì duy trì thập tự giá mà mỗi người gánh phát đến mới có thể trở thành một dụng cụ để băng qua phía bên kia, nên không thể thay thế bằng thập tự giá của người khác. Thế mà người cứ cắt xén giữa chừng bởi cớ nặng. Cho tới lúc đến, tuy đã đến dễ dàng một chút so với những người khác. Nhưng khi đặt thập tự giá tới tận thung lũng phía bên kia, thì chiều dài thập tự giá ấy chưa đạt đến thậm chí là một nửa. Thế thì há có thể đi theo con đường ấy mà Đức Chúa Giêsu bước đi chăng? Nếu xem như thung lũng phía kia là nước thiên đàng, duy chỉ cây cầu thập tự giá ấy là dụng cụ duy nhất hầu cho tôi có thể đi vào nước thiên đàng thế mà đã cắt xén ngắn thập tự giá ấy ở giữa chừng bởi cớ rằng nặng nên thập tự giá mà đã cắt xén hết để đi dễ dàng hơn thì rốt cuộc đã không thể đóng vai trò cây cầu đúng cách trong tình huống đi vào nước thiên đàng cuối cùng bây giờ thì hơi khó khăn một chút bây giờ thì hơi quá sức một chút để gánh vác tuy nhiên khi Đức Chúa Trời phán rằng hãy gánh vác thập tự giá ấy thì có lý do đấy. Đều có ý muốn cả đấy à. Khi gặp tình huống ấy thì bây giờ mới biết được lý do. À, hóa ra vì thế mà Ngài đã phán rằng hãy gánh vác. Hóa ra vì thế mà Ngài đã ban cho chiều dài bằng mức này. Những ngày thế ấy nhất định sẽ đến. Nên hãy thỏa lòng với thập tự giá ấy mà Ngài ban cho chúng ta. Thỉnh thoảng, có những người hỏi rằng khi tin vào Đức Chúa Trời thì lẽ ra phải có toàn là điều tốt đẹp có duy chỉ việc dễ dàng và hết thảy công việc mà tôi muốn đều phải được hoàn thành toàn bộ chứ. Nhưng tại sao tin vào Đức Chúa Trời mà các công việc lại khó khăn như thế này? Nhưng lời đáp về câu hỏi ấy thì giống như nội dung ở trong ví dụ mà tôi mới nói vừa nãy. Thập tự giá ấy sẽ trở nên cây cầu trong việc chúng ta kết thúc cuộc đời ở trên trái đất này và đi vào tới tận nước thiên đàng. Có nghĩa là người đã cắt xén một nửa để gánh vác một cách dễ dàng thì tuyệt đối không thể đi vào nước thiên đàng. Gánh nặng này mà chúng ta đang gánh vác không phải là gánh nặng, mà sẽ là dụng cụ rất hữu dụng. Đáng lẽ ra chúng ta phải tiến bước với đức tin thể ấy. Giống như lời trong Cô Đinh Nhất chương 10, có người thì tôn kính hình tượng, có người thì lại làm bầm. Có người thì bị phơi nhiễm trong hoàn cảnh nào đó khác, nên bị đặt trong lập trường để lộ ra đức tin của bản thân là trống không. Bởi thế, giữa lời trong câu 10 đã được phán rằng lại cũng chớ làm bầm như mấy người trong họ đã làm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa là gì? Đã được phán rằng toàn bộ trở nên hình bóng đối với chúng ta. Dù đã xem thấy việc thế này rồi mà lại phạm phải việc giống hệt như thế thì làm sao có thể đi vào nước thiên đàng với đức tin thể ấy được đây. Ngày xưa có một người nọ rất thèm ăn cá nóc vì thấy ngon miệng khi người ấy đánh bắt cá ở biển thì tôi cũng đã từng sống ở bờ biển cá nóc trông rất ngon miệng ôi quả thật có người chết vì ăn nó sao tuy nhiên đã được nghe truyền miệng lại rằng nếu ăn vào thì sẽ chết nên tuy nghĩ rằng lẽ nào sẽ chết vì ăn nó nhưng đã có tiền lệ rằng rất nhiều người đã bị chết vì ăn cá nóc đã được nghe thông qua những vị cùng thế hệ với cha mẹ. Thế mà, vào ngày ấy, lại bắt được rất nhiều cá nóc. Thì ấy nghĩ rằng, ôi, lẽ nào lại bị chết vì ăn nói sao? Nên đã nấu canh cá nóc. Cả nhà đều bị chết cả. Chính việc thế này có nghĩa là gì đối với chúng ta vậy? Có nghĩa là hình bóng. Nhìn trong các trường hợp đã bị hủy diệt, thế mà bản thân mình lại thực hiện công việc ấy giống hệt, thì sẽ ra sao? Không nên, đúng không? Bởi thế, sở dĩ Đức Chúa Trời chúng ta cho chúng ta biết về tiền lệ thể này là bởi trong đó có chứa đựng ý muốn yêu thương của Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta không đi vào con đường thể ấy. Chẳng phải vậy sao? Chúng ta hãy xem tiếp câu 11. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được, đã được phán như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời đã phó cho chúng ta khó khăn nhỏ bé và gánh nặng thập tự giá nhỏ bé? Chúng ta có thể tìm ra ở điều thể này. Hóa ra Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến mức này. Vào lúc cuối cùng, khi đặt thập tự giá mà mình đã gánh vác thời gian qua, từ thung lũng này sang thung lũng nước thiên đàng kia, thì phải đến lúc ấy hết thảy mới cảm nhận được. Những người đã lén lút cắt xén để giảm bớt gánh nặng. Những người cứ liên tục cắt xén một mét rồi lại cắt xén hai mét thì rốt cuộc không thể nào đi ngang qua từ nơi này sang nơi kia hãy suy nghĩ rằng dù là bất cứ điều gì thì đức chúa trời đã làm ra con đường thế này là vì lợi ích của chúng ta và hãy bước đi với đức tin trong khi suy nghĩ tới con đường đồng vắng chỉ đi một chút nữa thôi là con đường nước thiên đàng của chúng ta chỉ đi một chút nữa thôi là nhà của cha chỉ cần đi vòng qua góc kia thì là nhà nước thiên đàng của chúng ta là nơi cha và mẹ ngự là quê hương của tôi với đức tin thế này mong hết thảy các người nhà nước thiên đàng chúng ta đều khắc phục một cách khôn ngoan bằng đức tin và thắng lợi hết thảy mọi khó khăn của ngày hôm nay và có thể hoàn thành trọn vẹn con đường đồng vắng lẽ thật này của chúng ta chẳng phải quá là xác thực hay sao ở trong lẽ thật xác thực này nước thiên đàng là nơi mà đức chúa trời đã hứa ban cho một cách chắc chắn Vấn đề chính là bản thân mình chính là vấn đề. Khoảng cách từ Ai tới tận Canaan là khoảng cách mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi. Mà Đức Chúa Trời đã hầu cho đi tận 40 năm con đường ở mức độ ấy. Đã có lý do đấy ạ. À? Khi ban cho hoàn cảnh thì đức tin của chúng ta mà ở bên trong chúng ta đều được lộ ra hết thảy. Ngài cũng thử ban cho khó khăn. Đôi khi ngài dẫn dắt vào nơi không có nước, cũng dẫn dắt thử vào nơi không có đồ ăn. Ngài đã đong đếm xem độ lớn của đức tin chúng ta đối với Đức Chúa Trời là ở mức độ nào. Đong đếm rồi, thì rốt cuộc, ngoại trừ Joshua và Caleb ra, không có ai đã gánh vác thập tự giá đúng cách cả. Thưa các quý vị, nước thiên đàng vĩnh cửu thật sự ở ngay trước mắt rồi. Thật sự rất gần rồi. Hết thảy mọi phép đạo nước thiên đàng ấy mà Đức Chúa Trời dặn dò và truyền lệnh cho chúng ta là phép đạo để cứu sống chúng ta và là phép đạo để đưa chúng ta vào nước thiên đàng và là phép đạo để làm ra tương lai của chúng ta tươi sáng và tràn đầy hy vọng hơn chúng ta hãy tin tuyệt đối vào sự thật này và dù cuộc sống trên trái đất này có ít nhiều khó khăn và đôi khi có việc bất tiện xảy ra đối với chúng ta chăng nữa nhưng chúng ta phải biết nhẫn nại phải biết nhẫn nhịn và phải biết chịu đựng hết thảy trong khi suy nghĩ tới nước thiên đàng phải chiến thắng trong khi suy nghĩ tới nước thiên đàng. Trong khi làm như thế, mong hết thảy các con cái Sion chúng ta có đức tin, được nhận phước lành lớn và tình yêu thương lớn từ cha mẹ. Và tôi xin kết thúc lời. Xin cảm ơn.